giảm hai lòng bàn tay vào nhau. Vân ơi, Vân, Vân ơi, Đi mà. không không, cô Vân, cô Vân, Vân ơi, Vân, giảm hai lòng bàn tay nhau ngồi ngủ hay gì hả? Thôi, Đâu có đánh thở. nhập tâm dữ ghê hả? À, cô nói ủa sao ngồi ngủ gì cô kêu quá trời. Đâu có, cô mở cái cho hít má hơi, không hít À. nó ở thứ hai cô kêu. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn đôi tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Hạ xuống thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Vươn tay lên giữ lại. 5 4 3 2 một thở săn hướng giữ 5 4 3 2 một xoay tròn cổ xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ xoay đổi chiều mời tập tay hai lưng bàn tay hướng vào nhau tay phải đưa qua đan chặt kéo vào hít đẩy ra thở trở về kéo vào đẩy lên trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên hạ xuống trở về đổi tay kéo vào đẩy ra trở về kéo vào đẩy lên trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên hạ xuống trở về thả lỏng tay lấy hai viên gạch đặt hai bên đầu gối xì bụng nâng mông lên xuống hai lên xuống ba lên xuống bốn lên xuống năm lên xích bụng lên năm bốn ba hai một hạ xuống tháo chân ra thả lỏng lấy một viên gạch em nam tập với gạch đứng lên hai chân mở rộng bằng vai vươn tay lên hít sâu vào nghiêng người qua phải thở ra sức bụng nghiêng hông thở sang nâng lên hít sâu nghiêng trái thở sang hít sâu đẩy thẳng tay lên nghiêng phải thở sang xoay mặt nhìn lên trần nhà như vậy hít sâu thở ra rút rốn xích bụng thở sang hít sâu thở ra xích bụng thở sang giữ lại 5 4 3 2 1 hít sâu thở ra rút rốn xích bụng đẩy thẳng tay thở sang 5
4, 3, 2, 1. Kiếm sau. Xoay phải thở xong. Trở về hiếu sau. Xoay trái thở xong. Xoay sau thở xong. Xoay sau thở xong. Xoay sau thở xa giữ lại. Rồi, đây nè, ở bên phải mình xoay qua phải xong nè, tiếp vào ngã ra sau thở xăm. Chúng ta lên hít sau, trường lưng tới thân song song với sàn thở xăm, thân song song lên hít sau, ngã ra sau thở ra xích bụng thở, lên hít sau trường tới rút rốn xích bụng thở xăm. Đấy, sau lần nữa đẩy hông ngã ra sau, ưỡn ngực vươn căng tay thở, ưỡn căng lồng ngực 5 4 3 2 1. Hít sau trường tới thân song song với sàn xích cơ bụng thở, 5 4 3 2 1. Lên hít sau vào, xoay người qua bên trái, xoay người qua giữ xích cơ bụng thở ra, 5 4 3 2 1. Hít sau kéo căng tay vai, ủng căng lồng ngực vươn cầm lên, ngã thở xăm. Hít sau xích cơ bụng lại, trường người tới xích sau thở ra thân song song với sàn, lên hít sau ngã ra sau thở xăm. Hít sau trường tới thân song song với sàn thở xăm. Đấy sau ngã ra sau, ưỡn ngực vươn cằm xích mông đồi bụng thở ra đứng thời, giữ 5 4 3 2 1. Hít sau trường lưng tới thở ra xích cơ bụng thở ra, 5 4 3 2 1. Lên hít sau vào, xoay người về trước thở ra, xoay người lại luôn đúng rồi. Rồi hai tay mình đưa viên gạch ra sau. À, mở vai ra, mở vai xoay tròn vai ra xuống phía sau. Rồi hít sau vào, đẩy hông về trước, chì tay xuống em, mở vai ưỡn ngực vươn cằm lên, xích mông đùi bụng thở ra, nâng lên hít sau vào, trường lưng tới cúi xuống bật tay ca lên thở ra, xích cơ bụng bật tay ca lên, thả lỏng cổ rút đầu xuống, nâng lên hít sau vào, chì tay xuống đẩy lồng ngực ca lên đúng rồi, xích mông đùi bụng chì tay xuống vươn cầm lên thở ra, nâng lên hít sau trường tới ngập xuống hóp bụng thở ra, trường tới bật tay ca lên xích bụng thở ra, nâng lên hít sâu vào, đẩy hông ưỡn ngực chì tay xuống, mở vai xiết mông đùi bụng bảo vệ thắt lưng, vươn cầm lên ngã thở ra, 5 4 3 2 1. Lên hít sâu vào, trường lưng tới ngập xuống thở ra xiết cơ bụng lại, bật tay ca lên rút đầu xuống ép sau xiết bụng thở, 5 ép thở 4 3 2 1. Lên hít sau vào, đi cảm nhận theo hơi thở nha, đi từ từ ha, đi nhanh quá tự nhiên thân người lên nhanh vậy. Rồi hai tay chằng ra sau nè, hai bàn chân song song ha, hít sau đẩy lùi mông ra sau rút rút tấn gói xiết cơ bụng thở ra, tấn gói em, tấn gói xuống, đầu gối đừng chồm ra khỏi một chân, lên hít sâu vào, hai tấn xuống xiết cơ bụng lên, ép cái mông xuống rút cái rốn lên, ép cái mông xuống rút cái rốn lên, đầu lưng mông mình phải thẳng một góc 60 độ thở ra chưa đúng, lên hít sâu, nhìn cô đây, nhìn cô trước nè, nhìn cô nè, xiết cái bụng nè, nè đẩy, cô đẩy cái mông ra nè, đầu gối đừng chồng tới, em bị chồng vậy nè, nè đầu gối, đó
đó, đưa ra sau, rút cái rốn ra, nhấn cái hông là rút cái rốn, rút cái rốn, rút cái rốn, siết cái bụng thở đó, Dạ. hít sâu vào, đẩy lùi mông ra phía sau, siết cái bụng, người hơi gập người về phía trước chút, rồi đẩy lùi mông ra sau, lực xuống gót chân, gót chân, rút cái rốn lên, cứ võng cái thắt lưng kìa, rút cái rốn lên, thẳng lưng ra, siết cái bụng thở, thở thở lên, hít sâu, đẩy lùi mông ra sau, cuộn xương cột, rút cái rốn lên, nhấn hông xuống, thở ra, siết cái bụng lại, thở ra, rồi giữ nè, quanh hai tay mình bật bật cái cục gạch lên, bật lên để vô bắp tay, siết cái bụng thở, một hai ba bốn năm, cố lên, sáu bảy tám chín 10, lên hít sâu vào, thả lỏng tay, thở ra, hít thở sâu, ngồi xuống tư thế kim cương. Quỳ lên, mở ngang chân phải ra, thẳng hàng với chân trái, thẳng hàng với đầu gối trái, rồi mình giữ đùi, chỉnh cái cam xuống nha, cái đùi mình góc vuông, đùi với thân mình thẳng nè ha, đó, rút rốn vào nè, rút rốn siết lại, thẳng người lên, thẳng lên, bàn chân thẳng hàng với đầu gối, bàn chân thẳng hàng đầu gối, thu cái chân xích bà xí em rồi nâng nó lên, nó chưa thẳng hàng mà thẳng hàng với đầu gối bên đây, kéo kéo nó xích lên, kéo nó xích lên đầu thảm đây, kéo chân nó xích lên đây, không không cái đó mình trượt ra rồi đó, đúng rồi, rồi đạp chân thẳng gối ra, thẳng gối ra, thẳng cái gối đó ra, không nè em đang bị nghiêng vậy nè, giờ nè em Dạ. thu giờ đó, thẳng người lại, rồi vươn hai tay lên, hít sâu vào, nghiêng hông phải, thở ra, nghiêng hông, xiết bụng thở, nghiêng thở, xoay mặt nhìn lên, giữ rút rốn vào, giữ năm bốn ba hai một, lên hít sâu vào, rồi tay phải cầm gạch nè, à, tay phải cầm viên gạch, đẩy hông về trước và chống tay phải ra sau, chống viên gạch xuống, chống viên gạch xuống, xích cái bụng thở ra, chống xuống, ngưng căng tay trái lên, xích cái bụng thở, ứng ngực lên, thở năm bốn ba hai một, lên hít sâu vào, rồi hai tay cầm gạch nghiêng hông, thở thu chân vào đi, bị sẹo rồi thu chân vào, thu cái chân đó vào bớt, thu chân phải vào bớt, đúng rồi, thu vào nữa, em đẩy cái hông qua bên trái cho cô, đẩy cái hông qua, rồi đúng rồi đó, giữ lại, vuông căng người lên, căng tay lên nữa, hít sâu, rồi nghiêng thở ra, xiết bụng, trụ chân lại, đừng có trượt, đúng rồi, trụ lại, rút rốn, xiết cái bụng, thở, xoay mặt nhìn lên, lên hít sâu vào, bây giờ tay trái nắm gạch xoay ra sau, chống xuống và đẩy căng lồng ngực lên, đó, chống ngay cái bàn chân mình, đẩy lên, đẩy ngực lên, vươn cầm lên, xiết bụng thở ra, nâng lên hít sâu vào, hai tay cầm gạch trường lưng tới trước, thân song song hướng sàn, xiết cơ bụng thở, trường lưng tới, xiết cơ bụng thở, thở duỗi căng, thở năm bốn ba hai một, hạ gạch xuống, hạ viên gạch xuống luôn, rồi hạ hai cẳng tay xuống luôn, ép ngực cầm chạm sàn, thở ra, ép ngực cầm chạm sàn, xiết cho bụng lại, thở vào. ép vào vai vào lưng trên, mình đang mở vai mở lưng trên, Đúng rồi, hít thở sâu. Hít thở sâu. thẳng gối phải ra, rồi hít vào đây nè, đưa tay trái chống cái tay phải đây, đưa tay trái đưa qua dưới nách tay phải á, nắm cái cổ chân phải, nắm cái cổ chân phải, rồi đặt vai đặt đầu xuống luôn em, đặt vai đặt đầu xuống, luồn tay trái qua nách tay phải, rồi nắm cổ chân,
Rồi lật cái tay phải lên, thở ra. Lật tay phải, thở. Lật lên, xiết bụng, thở. Mở cái tay ra em, mở cái tay phải ra, thở. Mở tay lên, Yeah. thở. Mình đưa tay trái qua nắm cái cổ chân phải rồi, giờ còn cái tay, tay này lật ra. Lật ra. À, giờ quát gà không biết phải trái đậm đâu rồi. Lật xoay, thở, xiết bụng, thở. Rồi trở lên, hít sâu vào. Vặn vẹo yoga là vậy đó, vặn vẹo yoga. Ngồi xuống, thở ra. Nó bẻ như bẻ cánh gà vậy đó. Hôm bà ép thôi mà tốt rồi. Đó. Đâu có cần làm mẫn gì đâu, uống éo thôi là đổ mồ hôi. Người lên, mở ngang chân trái ra thẳng hàng với đầu gối, em đừng có trượt qua, em bị mở bị lố ra vậy nè, hiểu chưa? Giờ thu bàn chân vào, đúng rồi đó, trụ chắc người cho cô ở đây. Hai tay cầm gạch vươn lên, hít sâu vào, vươn căng người lên, nghiêng người qua trái, thở ra, xoay mặt nhìn lên, xiết cái bụng, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, tay trái cầm gạch dựng ra sau, kế bàn chân, rồi đẩy hông xiết mông đùi bụng ngã ra sau, thở ra, xiết mông xiết đùi, xiết bụng uốn căng lồng ngực, vuông cầm ngã thở lên, hít sâu vào, vươn tay lên, rồi nghiêng hông xiết bụng, thở ra, rút rốn xiết, lật cái tay lên em, lật cái tay phải lên, đúng rồi, xoay mặt mình lên, đúng rồi, hít thở lên, hít sâu vào, đổi tay phải cầm gạch chấm ra sau, rồi uốn căng lồng ngực, vươn tay vươn cầm xiết mông đùi bụng, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, lấy hơi và xiết cơ bụng, kéo người lên, trường lưng tới thân song song với sàn, thở ra, xiết bụng, thở, duỗi căng, nâng tay lên em, nâng tay lên bằng với đầu, tay bằng đầu, đúng rồi, giữ. Rồi hạ tay xuống luôn, hít sâu, trượt dài tay tới, đặt ngực trần xuống, ép vào vai vào lưng là cô nhắc ở đâu, suy nghĩ vào ở đó, cô nói ép vào vai, suy nghĩ vào vai, thả lỏng ra. Cô nói ép vào lưng trên, suy nghĩ vào lưng trên, ép xuống, thả lỏng ra, thở ra. Hít vào, bây giờ mình mới chống cái tay trái lên nè. Chống cái cẳng tay trái lên. Rồi mình mới luồn cái tay phải, em phải nâng người lên. Nâng người lên. Rồi em luồn cái tay phải, đúng rồi, nắm cái cổ chân trái, đặt vai, đặt đầu xuống dưới sàn. Rồi mới lật tay. Lật tay trái ra, xiết cái bụng, thở ra, cắm người xiết sau. Xiết sau, thở, xiết sau, thở. Trở về. Hít sâu vào, nâng người lên, rồi ngồi xuống, thu chân về, thở ra, đó, nhẹ vai nhẹ cổ rồi. Cũng nhào Nhào lộn rồi. Rồi nằm xuống tập bụng, phải có bài tập bụng ăn cho nó mạnh miệng em. Không cũng là ăn là không dám ăn. Hai tay vươn lên khỏi đầu, cầm gạch vươn lên, cầm viên gạch vươn lên, hai chân khép sát, thở hết thời sàn, hít sâu vào, nâng đầu nâng chân lên và chuyền gạch qua tay, chân kẹp gạch hạ xuống, xích cơ bộ ngã xuống, thở ra, hít sâu vào, xích chắc cơ bụng lại, nâng lên, đổi tay cầm gạch, thở ra, hạ xuống, cảm nhận sâu vô cơ bụng, mình tập bụng á, sao cho mà mình phải thấy ngày hôm đó nó đau đau ê ê cơ bụng á, là nó vô, hít sâu, xích cơ bụng lên, thở ra, hạ xuống, cứ đi từ từ như vậy đó, rất tốt, chắc cơ bụng lại,
đừng cong cái thắt lưng lên, cong thắt lưng lên là nó vô thắt lưng mà nó không có vô cơ bụng. Lấy sâu vào, siết chặt cơ bụng lại, lên, thở ra, nắm gập chìm ra. Đúng rồi, rất tốt, cái thở sâu. Lấy sâu vào, lên, siết cơ bụng lên, thở ra. Sáu, hít sâu, lên, siết cơ bụng lên, thở ra. Bảy, hít sâu, lên, xuống, thở ra. Tám, hít sâu, lên, xuống, thở ra. 9, hít sâu lên, xuống thở ra. 10, lên, với lên và giữ lại, chắc cơ bụng lại, chân vừa vuông góc thôi. Đó, nâng đầu lên, xích sau, giữ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống thở sau. Đuối luôn á cô. Hả? Đuối luôn Luôn á, ừ. Năm á. À, cô tập ngày mấy suốt hai suốt, bốn suốt. À, cô? học viên cô nói cô dung trâu bò mà. Mấy người ca kia nói là ơi, một suốt tập theo hà hơi, hà thở không ra hơi. Cô vừa hô, cô vừa tập luôn. Mà cô đúng một trâu bò. Co hai gói lên, hít vào, vươn tay lên và ngã gối qua trái, xoay mặt qua phải, thở ra. Ngã hai gối qua, ép xuống, thở ra. Trở về, hít vào, ngã hai gối qua phải, xoay mặt qua trái, thở ra. Trở về, hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Trở về. Rồi tập con cá với gạch. À, mình lấy hai viên gạch chồng lên ăn. Hai viên. À, gạch của em cao ghê hả? Em có gặp gặp chắc con hả? À, nhiều loại ghê quá. Sắm đủ đồ nghề đi, tới đó cô qua bên đó là có đồ nghề cô tập luôn. Cái gì là có cái đấy à, mà hồng không hả, có con gái là sắm đồ học từ đầu luôn. Rồi từ từ nè, đặt cái lưng trên lên đó, cho hạ người xuống, đặt cái gai chỗ cái lưng trên ngang dây áo ngực của mình đó, ngay trên gạch. Rồi uốn căng lồng ngực, đúng rồi, buông đầu xuống, hít thở sau. Rồi vươn tay lên luôn em, vươn tay qua khỏi đầu và thả lỏng tay nha, không có giữ căng, thả lỏng cho nó co tự nhiên xuống, mở căng khung xương ngực ra. Đúng rồi, tăng dung tích không khí đi vào phổi, cải thiện hệ hô hấp, lọc sạch phổi, cân chỉnh nội tiết tố, tác động vô tuyến yên, tuyến giáp. Hít thở sâu vào, rồi hít vào, thu tay về, chống tay xuống, nâng đầu lên, xích bụng lại, thở ra, lấy lạch ra, rồi nằm xuống, thả lỏng ra.
nâng tay chân lên vừa cách sàn, nâng tay chân lên xiết lại vừa cách sàn, xiết rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua bên phải, xoay qua bên trái, trở về giữa, duỗi thẳng cổ cầm hướng vào ngực, thơm bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Để cảm nhận thật sâu và lời dẫn đến đâu tâm trí tập trung vào đến đó để điều khiển thả lỏng ra, không suy nghĩ ra bên ngoài cơ thể. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, mười đầu ngón chân đang ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn chân, lòng bàn chân ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm và sự thư giãn đang lan tỏa hai bàn chân, khớp cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng, hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần lên, ấm dần lên. Hãy tập trung vào nữa đi nào, tập trung sâu hơn đi nào, cảm nhận thật sâu vào hai chân đang được thư giãn thả lỏng và cơ mông cũng đang được thư giãn thả lỏng. Sự thư giãn thả lỏng đang lan tỏa lên thắt lưng, cột sống thắt lưng đang được thư giãn thả lỏng, cơ lưng đang ấm dần lên, từng đốt sống lưng ấm dần lên, sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa khắp cơ lưng, hơi ấm lan tỏa vào tất cả các cơ quan nội tạng, bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng và ấm dần, hơi ấm lan tỏa mười đầu ngón tay, mười đầu ngón tay đang được thư giãn và ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn thả lỏng và dần lên, cảm nhận sâu vào đi nào, đặt tâm trí sâu vào, cảm nhận sâu vào cơ thể, hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng và rồi hơi ấm lan tỏa ra sau vai, sau gáy, hơi ấm lan tỏa lên các đốt sống cổ, vùng vai, gáy và các đốt sống cổ đang được ấm dần lên, ấm dần lên và được thư giãn và một cảm giác thật dễ chịu đang lan tỏa ra khắp vùng vai, gáy, lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán, toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn và ấm áp, hơi ấm lan tỏa lên bộ não, lan tỏa lên da đầu cũng được thư giãn và ấm áp hơn, thần kinh của tôi đang được thư giãn ở tập đoàn tâm trí của ta thật là thư giãn thư thái dễ chịu, cảm nhận sâu nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể, cơ thể của tôi đang ấm dần lên,
rồi cho đến các ngón tay và chân, cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ lan tỏa khắp cơ thể. Cơ thể tràn ngập nguồn năng lượng mới tích cực. Cơ thể của tôi đang thật là khỏe mạnh, tràn đầy nguồn sức lực để lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể của tôi thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không có bất cứ một bệnh tật nào xâm nhập được vào cơ thể của tôi. Bạn chỉ nói với chính mình như nào? Bạn chỉ đang nói với chính mình, cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Từ từ đưa tìm sâu vào giấc ngủ để yêu và tôi. Từ từ nhúng nhích các ngón tay, ngón chân, nhúng nhích bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai chân khép sát, hai tay đan lại, lộn ngược bàn tay kéo căng qua khỏi đầu, giữ căng từ mặt chân cho đến mặt tay. Co chân trái lại đạp bàn chân xuống, mang nghiêng người qua phải, co tay phải lại chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực. Co hai gối lại, hai tay chống xuống đỡ người và từ từ ngồi lên. Massage trán. Massage mắt. Ngồi thẳng lưng lên, vuông dài đỉnh đầu lên, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng và thư thả. Vuốt từ dưới hai rãnh cười vuốt xuống và kéo ngược lên thái dương. Vuốt xa tay phải xuống dưới cằm và ngược lại, massage tất cả các dây thần kinh đi ngang qua cổ và đánh bay cái phần mở nọng cằm. Gương mặt thả lỏng và thư thái. Rồi, mời cả lớp nghỉ. Chúc tràn đầy năng lượng. Ê em, Dạ. tự nhiên trùng hợp bữa nay mặc cái bộ đồ y như cái bộ đồ mà cái clip nãy vừa ấy luôn.